Xin chào các bạn nhá. Thì hôm nay nhân dịp về quê, mình đi xuống đồng, đi đánh cá cùng với mọi người. Thì đang chuẩn bị đi quay video thì mình thấy xa xa kia có một bác đang đánh cá bằng theo kiểu truyền thống. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Đây anh em này. Thì trước mặt tôi là một cánh đồng trũng. Ở đây có rất nhiều tôm cua cá ốc. Đấy các bạn xem thấy chưa? Bây giờ tao quay không? Đấy các bạn xem này, đây là cách đánh dặm truyền thống bắt cua. Cái này con nhìn nhiều tép, không có tép ạ. Bài của nhà tàu bài. Đấy cái nguyên tắc của đánh dặm này rất hay, chắc ai cũng đã từng từng thấy rồi. Đấy, đây là tép à, ông tép đủ các loại luôn. Quá. Dạ. Nhà cháu á? À. Vịt, đây là vịt nhà vịt dân người ta nuôi tháng ngày đông. Đấy, các bạn xem. Vịt cá vịt dạp lắm nha. Cái đường kia nó hắt nhiều nước hơn này ông ạ. Đường này nó ít nước. Lầy hơn. Đấy, con cá nhanh dặm. Quấy được mấy con cá đây. Cá hơi bé tí. Cá rất dặm. Đấy. Chả biết cái vùng nước khác ạ, cái đùng chủng nước nhiều to đó, đánh tập thể đó ông nhỉ. Cá to hơn. Nha, ộp ộp đánh chạm. Mấy con cá nhỏ đó. Cá nhỏ lắm. Đấy. Nó nhiều. Anh em ạ, thì đầm này khá là lầy các bạn ạ. Bùn rất nhiều các bạn. Đấy. À, đây rất nhiều rắn đấy, khá nhiều rắn luôn. Đấy, ta đứng là cây cỏ rất tốt các bạn, thấy không? Ok, video mình tạm thời kết thúc tại đây rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo nhá. Xin chào nhá.